sĩ Nguyễn Quang Trọng đã chia sẻ cho chúng ta những kinh nghiệm vô cùng quý báu trong thao tác siêu âm và những thông tin giá trị trong chẩn đoán khi thực hiện siêu âm cơ xương khớp. Và sau đây, xin kính mời quý bác sĩ hãy đến với phần tiếp theo của chương trình. Bác sĩ Nguyễn Quang Trọng sẽ giải đáp những thắc mắc xoay quanh nội dung chủ đề buổi đầu tiên, tổng quan về siêu âm cơ xương khớp và bệnh lý hội chứng ống cổ tay. Ngay bây giờ, xin kính mời quý bác sĩ hãy gửi ngay những câu hỏi xoay quanh chủ đề tổng quan về siêu âm cơ xương khớp và hội chứng ống cổ tay vào phần bình luận của livestream này, hoặc quý bác sĩ chúng ta có thể gửi qua tin nhắn Zalo iMessage để được bác sĩ Nguyễn Quang Trọng giải đáp. Em xin phép được đọc câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi đầu tiên đến từ bác sĩ Nguyễn Đình Tâm. Thầy cho em hỏi, khi đo diện tích dây thần kinh giữa, mình đo trong hay ngoài viền hội âm dày bao quanh thần kinh giữa ạ? Em cảm ơn thầy. Rồi. Rất là đơn giản các anh chị. Tôi lấy cái hình. Rồi. Như cái này thì cái gì thấy rằng là mình sẽ viền quanh cái vùng hồi âm kém, tức là mình viền theo cái đường hồi âm dày hay gì ha. Thực ra nó không có chênh lệch bao nhiêu đâu các anh chị, đo trong hay ngoài nó cũng không chênh lệch bao nhiêu. Và thông thường thì tôi đi theo cái đường hồi âm dày quanh cái vùng hồi âm kém này để tôi đo ha. Đấy, cách đo là như vậy. Dạ, và câu hỏi thứ hai, thầy cho em hỏi về bài tổng quan việc điều chỉnh dynamic range trong siêu âm cơ xương khớp như thế nào. Em cảm ơn thầy. Dynamic range tức là mình chỉnh, tôi không biết dịch ra tiếng Việt là gì, nhưng mà thông thường á, tùy theo máy, ví dụ như những cái máy siêu âm thông thường các hãng á, là thông thường là mình set ở cái dynamic là 60 decibel, riêng hãng Samsung thì là 120 decibel. Thì đó là cái dynamic bình thường. Cái dynamic mình hiểu nôm na đó là cái độ tương phản của hình. Thì nếu mà cái dynamic nó càng giảm xuống, càng thấp xuống thì độ tương phản càng tăng lên. Tôi nói ví dụ những cái dòng máy của hãng Philips thì có khuynh hướng là nó dynamic hơi thấp, tức là cái độ tương phản hơi cao quá. Còn những cái máy khác thì thông thường là tương phản nó không có khác biệt nhiều, tức là các máy so với nhau á, riêng cái Philips thì cái độ tương phản hơi quá, thì lúc đó mình sẽ tăng cái dynamic lên để giảm cái độ tương phản xuống, thì mình sẽ có cái hình ảnh mong muốn. Dạ, và câu hỏi thứ ba đến từ Facebook của bác sĩ Hà Phạm. Thầy cho em hỏi cách phân biệt bệnh nhân viêm gân gấp cổ tay quay và hội chứng ống cổ tay trên siêu âm ạ. Cái viêm gân gấp là trong cái bài tổng quan đó, tôi có một cái ca mà nó viêm bao hoạt dịch gân gấp á, thì bệnh nhân đó đến với cái hội chứng ống cổ tay đó, và nó là một cái viêm bao hoạt dịch gân gấp. Còn cái này là cái dây thần kinh nó bị viêm, nó bị đè ép, hai cái nó khác nhau cái gì ha, thì mình phải dựa vào cái hình ảnh thực tế. Tôi cho các anh chị coi lại cái ca mà nó viêm bao hoạt dịch của cái gân gấp. Đây, bệnh nhân này cũng sưng đau cái vùng cổ tay, và như vậy thì khi mà mình làm siêu âm đó, cái gì thấy là bao quanh cái gân cơ này là cái bao hoạt dịch nó sưng lên, và nên nhớ là cái mô này nó phù nề nữa các anh chị, mô dưới da nó phù nề đó. Như vậy thì đây là trường hợp viêm bao hoạt dịch gân gấp, nó khác hẳn cái viêm cái hội chứng ống cổ tay do chèn ép cái gì ha đó, và nó tăng đi máu. Như vậy thì hai cái hình ảnh này nó hoàn toàn khác nhau chứ nó không có giống nhau. Cảm ơn bạn. Và câu hỏi tiếp theo đến từ bác sĩ Đoàn Vũ Xuân Lộc. Các dấu hiệu siêu âm nào có tính quyết định có hội chứng ống cổ tay, vì luôn thấy sự đè ép một phần dây chằng ngang cổ tay vào thần kinh giữa làm thần kinh giữa bị đè ép xuống trên mặt cắt dọc thần kinh? Thì tôi nhắc các bạn là cái dây thần kinh giữa là bản thân nó nằm ngay dưới cái dây chằng ngang cổ tay, và như vậy thì khi mà nó bị đè ép thì có nghĩa là nó phải bị thay đổi diện tích, cho nên cái delta
cross-sectional area delta CSA nó rất là quan trọng, tức là độ trên về diện tích đó. Tức là mình đo diện tích ở ngay chỗ cái thần kinh giữa nó sưng to nhất, và so với cái phần bình thường trước nó, nếu mà độ trên nó trên 2 mm² thì có nghĩa là bệnh nhân bị viêm. Tức là bạn nói là nó bị đè ép thì bạn phải có chứng cứ, và chứng cứ đó là cái độ trên về diện tích. Dạ, câu hỏi thứ 5 đến từ bác sĩ Huệ Thanh Trầm gửi đến thầy Trọng. Cho em hỏi kích thước thần kinh trụ bao nhiêu gọi là viêm trong hội chứng kênh quy ông ạ? Đó. Thì về kích thước thần kinh thì nó có một cái khó như này các anh chị. Ngay cả lúc nãy á, tôi cho các anh chị coi, mặc dù trong bài mình nói rằng là cái tiêu chuẩn người nhỏ con là 12 mm² trên 12 mm² là mình nói là bị hội chứng ống cổ tay. Nhưng mà trong cái ca tôi cho các anh chị coi đó là cái chỗ bình thường nó đã là 13 mm² rồi, còn cái chỗ sưng nó đến 36 mm². Là điều đó có nghĩa rằng là nó sẽ to nhỏ tùy thuộc vào từng người. Nhưng có một cái mình sẽ lý giải được, tức là bình thường cái đường cái thần kinh nó hầu như nó không thay đổi đường kính trên đường đi của nó, cho nên mình sẽ so với cái khẩu kính, cái diện tích lúc bình thường và lúc chỗ bệnh lý thì mình sẽ phân biệt được. Tôi sẽ cho các anh chị coi một cái để tôi trả lời tiếp phần này. Và một cái trường hợp thứ hai mà nó cũng liên quan đến cái diện tích thần kinh mà nó không có, nó vượt quá 13 mm, 12 mm. Đây tôi sẽ cho các anh chị coi lại ca này. Cái gì nên nhớ, cái bệnh nhân này đó là mình đo ở cái distance forearm, tức là trước khi đi vô cái ống cổ tay thì mình đo diện tích của nó đã là 15 mm² rồi. Tức là cái người bình thường này cái dây thần kinh của nó là 15 mm², đến khi nó vô ống cổ tay cái chỗ này nó sưng lên, đúng không? Đó, đây là cái động mạch trụ này thì nó là 30 mm². Như vậy là cái người to con hơn thì thần kinh nó sẽ lớn hơn. Và tôi nhắc lại, cái thần kinh trụ cũng tương tự như vậy. Cái vấn đề là nếu bạn thắc mắc thì bạn sẽ cắt lên trên nó hoặc phía dưới nó để coi cái chỗ dây thần kinh bình thường, thì mình phải biết, lúc đó mình mới biết là cái thần kinh của mình nó to nhỏ như thế nào. Tức là nói tóm lại là bạn phải hết sức lưu ý những cái con số đưa ra nó tương đối thôi, và tùy theo thể trạng bệnh nhân thì dây thần kinh nó có thể to hơn hoặc là nhỏ hơn. Dạ, em xin cảm ơn câu trả lời của bác sĩ Nguyễn Văn Trọng. Và bác sĩ Trâm Nguyễn đã để lại bình luận trên fanpage của iMed: cảm ơn thầy, bài giảng hay quá. Và khi siêu âm, dấu hiệu nào gợi ý cho người thực hiện đã đè đầu dò quá mức? Cách phân biệt huyết khối và giả phình động mạch giữa, tỷ lệ thường gặp nhất về biến thể giải phẫu động mạch và thần kinh giữa là khoảng bao nhiêu phần trăm? Rồi, bây giờ từng cái một. Dạ, nha. Đọc lại ý đầu tiên. Bây giờ đầu tiên là đè ép đầu dò. Dạ, đúng rồi. Cái phần mà tôi thích á, là cái phần tổng quan á, tại vì trong đó tôi hướng dẫn sách, chẳng phải tôi học từ sách thôi, sách người ta hướng dẫn rất là rõ, tức là mình cầm đầu dò bằng 2 hoặc 3 ngón tay thôi, và mình dựa cái mô bàn tay của mình lên trên người bệnh nhân, tức là luôn luôn mình phải đặt nhẹ cái đầu dò, mình không có được đè ép đó, và mình cho gel thiệt nhiều. Cái vấn đề cái này mình cảm nhận được mà các bạn, tức là mình cho gel nhiều, mình đặt nhẹ đầu dò và mình thấy rõ hình ảnh là ok. Còn đè ép là nhiều người, cái này là do mình có một thói quen không tốt, tức là mình làm mình không để ý, mình đè mạnh quá, mà nếu mình đè mạnh quá thì nó những cái vi mạch nó sẽ không có thấy được đó. Dạ, và ý tiếp theo của bác còn hỏi là cách phân biệt huyết khối. À rồi, khoan. À, còn một cái nữa là bạn có thể nhận biết được là gì. Nếu mà thông thường á, động mạch nó đi với tĩnh mạch. Nếu mà bạn làm siêu âm mà bạn chỉ thấy động mạch không mà bạn không thấy tĩnh mạch, có nghĩa là bạn đã đè xẹp hết. Đó, vậy đó. Còn bạn nó có cái ý gì nữa? Huyết khối và giả phình động mạch giữa. À, huyết khối. Cái huyết khối á, thì cái nhiều nhiều trường hợp nó như này nè. Về cái động mạch giữa đó thì cái huyết khối của nó nguyên nhân là thông thường
tại vì cái động mạch giữa bình thường nó không có, và cái vùng vùng mu, cái vùng lòng bàn tay này, cái vùng đó, cái người ta hay dùng cái này để người ta đập, thì khi mà làm như vậy thì nó tạo thành những cái vi chấn thương, thì nó có thể tạo nên cái huyết khối. Và như vậy thì cái huyết khối tức là gì, nó động mạch giữa nó hoàn toàn bình thường về khẩu kính, mà trong lòng của nó là huyết khối. Rất là đơn giản, mình cho đúp lên màu vô là mình biết ngay là nó có bị huyết khối hay không. Thứ nhất là nó hồi âm kém ở trong, nó tăng khẩu kính và nó không có tín hiệu đúp lên màu. Cái thứ hai là cái phình, thì nếu mà mình thấy trường hợp nó không có bị huyết khối mà nó thay đổi khẩu kính nó to ra, thì trường hợp đó nó không phải là phình mà nó là giả phình. Cái này thì mình phải hiểu chút một chút về bệnh lý. Tức là phình tức là cả ba lớp nội mạc, trung mạc, ngoại mạc nó phình ra, nó gọi là phình. Cái này mình hay gặp ở động mạch chủ bụng chẳng hạn, đúng không, khi mình lớn tuổi. Còn cái giả phình tức là do nó có tổn thương thành mạch, thì thông thường á là do những cái vi chấn thương lặp đi lặp lại như vậy á, nó làm rách cái lớp nội và trung mạc, và như vậy máu nó luồn ra, thì nó tạo nên nó làm do lách hai cái lớp đó, thì lúc đó nó gọi là giả phình chứ không phải là phình đó. Và mình thấy cái mạch máu nó giãn ra, và từ cái giả phình đó có thể bệnh nhân bị huyết khối luôn đó. Dạ, và bác sĩ còn thắc mắc là tỷ lệ thường gặp bất thường về biến thể giải phẫu động mạch và thần kinh giữa là khoảng bao nhiêu phần trăm? Cái này thì cực kỳ khó, tại vì ngay cả cái trong bài á, trong sách người ta nói là cái bất thường nó từ 1 đến 25%, tức là nó không có một con số cố định đâu, mà cái này khi tức là mình gặp cũng không có nhiều, và do vậy cho nên rằng là cái trong quy trình làm á, để loại trừ á, là mình phải làm. Cho nên một trong những cái tôi nhắc trong bài á, là cố gắng mình khi mình cắt á, là mình cho bệnh nhân coi duỗi để coi nó có cơ bất thường, và khi mình coi cái vùng cổ tay đó là mình khi mình coi mình phải hiểu là bình thường thần kinh giữa nó chỉ có một thôi, nhưng mà đôi khi nó có hai, và khi có hai thì thường là nó có tồn tại động mạch giữa, và nếu có tồn tại động mạch giữa thì mình coi chừng, thứ nhất là hội chứng ống cổ tay, thứ hai là có huyết khối động mạch giữa. Dạ. Và câu hỏi tiếp theo đến từ bác sĩ Ngọc Niệp. Thưa thầy, trong bài thầy có nhắc hội chứng ống quy ông dựa trên lâm sàng, vậy cho em hỏi trên siêu âm có tiêu chuẩn chẩn đoán không ạ? Em cảm ơn thầy. Nó không có đo cái đường kính không có đo cái đường kính như là trên cái dây thần kinh giữa. Nhưng mà lúc nãy tôi cái hình nó bị thiếu hai cái hình, tôi cho các anh chị coi lại hai cái hình. Như vậy là đây là cái thần kinh, xin lỗi, trong bài không biết tại sao nó lại thiếu hai mấy cái hình này. Như vậy thì cái mình có, đây là cái thần kinh giữa và đây là thần kinh trụ, rồi nó có nhánh nông và nhánh sâu rồi ha. Thì đây là cái vòng chi phối của cái thần kinh giữa, tức là một ngón rưỡi, ngón áp út và ngón út, đúng không? Và những người mà bị cái nó có hai cái hội chứng mà nó chèn ép cái thần kinh trụ, tức là nếu mà nó chèn ép ở ngay cái khuỷu nè, anh chị nhìn trên hình này, ngay cái vùng này nè, nó gọi là cubito tunnel syndrome, tức là bị chèn ép ngay đây. Thì cái đó nó không nằm trong bài này, thì nó hai cái ngón út này nè, đó mình thấy nó cong lại giống như trên cái hình, đúng không? Và nó bị chèn ép ngay cái ống ghi âm nên nó cũng cho ra về lâm sàng là mình sẽ thấy cái hình ảnh này đó. Đó, rồi. Và như vậy thì cái thứ hai là mình thấy ở trong cái khoang tam giác này hoặc là phía dưới này nó có một cái cấu trúc chèn ép vô cái thần kinh trục, thì mình chẩn đoán thôi, chứ nó không có cái tiêu chuẩn đo diện tích giống như trên cái thần kinh giữa. Và câu hỏi tiếp theo của bác sĩ Nguyễn Đình Tâm. Trong siêu âm cổ tay, ngoài hội chứng ống cổ tay còn có viêm gân dạng dài duỗi ngắn ngón cái cũng hay gặp, mong thầy chia sẻ thêm kinh nghiệm về chẩn đoán. Cảm ơn thầy. Cảm ơn bạn. Trong cái khởi đầu bài thì tôi định nói thêm, làm thêm cái bài phần này nữa, nhưng mà do rằng là nó quá dài cho nên tôi mới cắt, tôi làm chỉ có cái phần lòng bàn tay thôi. Còn cái mà cái phần phía mà mu bàn tay á, trong đó có cái hội chứng đề kẹp va, tức là của cái những người mà họ làm việc quá sức á, cái này nè nó viêm á, thì là
hẹn các bạn vào dịp khác, còn không nói trong hôm nay được. Câu hỏi tiếp theo là bác sĩ còn hỏi về vấn đề phụ nữ mang thai bị hội chứng ống cổ tay, thường nguyên nhân do nội tiết. Em xin hỏi cơ chế gây bệnh ạ. Cái này khó, đúng là nguyên nhân nội tiết. Nhưng mà tôi có làm lâm sàng tôi không 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 giải thích được cái này các bạn, nhưng mà đúng là do nguyên nhân nội tiết. Nên chính vì vậy cho nên cái này nó hay gặp ở phụ nữ trên 40 có tiểu đường, là cái này là những yếu tố thuận lợi. Và câu hỏi tiếp theo của bác sĩ Đặng Hữu Yên muốn gửi đến thầy Trọng, cho hỏi hội chứng ống cổ tay chỉ cần siêu âm để xác định hay còn phải thêm điện cơ, và khi nào thì cần thêm điện cơ để xác định chẩn đoán ạ? Cái điện cơ là nó sẽ chẩn đoán cái chuyện rối loạn dẫn truyền, và trước đây nó là cái phương tiện chính để chẩn đoán cái hội chứng ống cổ tay. Còn bây giờ thì tôi nghĩ là siêu âm đủ để chẩn đoán, bởi vì trên siêu âm hình ảnh nó khá rõ, và cái vấn đề là nó chẩn đoán được nhiều cái nguyên nhân gây nên cái hội chứng ống cổ tay mà mình cái điều trị nó sẽ khác nhau. Và bởi vì nếu mà đo, nếu mà ví dụ như nếu mà nó bị u, như nó bị những cái nang chèn ép này nọ, thì nó đều đưa đến cái hội chứng ống cổ tay. Thì khi mình đo điện cơ đó thì kết quả nó sẽ như nhau, đó là hội chứng ống cổ tay, nhưng mình không biết cái nguyên nhân của nó. Đó, cho nên nếu mà biết nguyên nhân của nó thì người ta sẽ có cái kế hoạch điều trị. Tôi nói ví dụ như mình có một cái ganglion cyst, tức là nang của gân cơ đó, thì cái điều trị mình không cần mổ, mình chỉ cần lấy kim mình đâm vô, mình rút cái nang dịch đó ra và mình chích một ít corticoid vô là nó giải quyết được vấn đề. Trong khi đó nếu mà nó vô căn, tức là mình phải mổ và cắt đứt cái dây chằng ngang cổ tay thì nó mới giải quyết được vấn đề. Hoặc là những cái bướu, ví dụ như lúc nãy có trường hợp nó có bướu mỡ ở trong cái ống thần kinh nhà, thì cái vấn đề là phải mổ ra cắt cục bướu mỡ đó, chứ không phải là cắt cái dây chằng ngang cổ tay để giải quyết. Và đây là câu hỏi thứ 12 của bác sĩ Trương Thị Duyên. Thưa thầy, mặt cắt ngang dưới nếp gấp cổ tay hướng về phía cánh tay để đo độ trên CSA thì cách mặt cắt ngang nếp gấp cổ tay khoảng bao nhiêu ạ? Cái này thì người ta chỉ nói là cắt phía trên cơ sấp vuông, nhưng mà thực ra không cần thiết. Bạn chỉ cần lùi lại vài cm và khi thấy cái đường kính của cái thần kinh giữa nó không thay đổi là mình có thể dừng lại để đo. Rất là đơn giản. Dạ, và bác sĩ Đức Quang cũng có câu hỏi muốn gửi đến thầy Trọng. Tổn thương vùng sâu nên đặt một hay hai tiêu điểm focus để xem vừa rõ tổn thương ở vùng nông và vùng sâu luôn. Thực ra thì hai cái cách làm. Một số tác giả thì thích một focus, một số tác giả thì thích hai focus. Riêng tôi thì tôi thích một focus. Tôi cần coi cái nào thì tôi để focus ngang cái đó. Và đó, nó tùy theo thôi, nhưng mà đừng nên để trên hai focus, thì lúc đó cái tốc độ xử lý nó sẽ rất là chậm. Dạ, để trả lời cho comment của bác sĩ Thiên An Đinh thì bác sĩ còn hỏi, thầy cho em hỏi ganglion cyst có phải là nang bao hoạch dịch không ạ? Dùng cái từ đó cũng được. Tức là rõ ràng là cái gì, thấy trong cái hình vẽ đó, mình thấy rằng là cái nang nó hình thành từ cái bao hoạch dịch đó. Và người ta dùng cái từ là ganglion cyst thì nhắc lại, và rõ ràng là bạn hiểu vấn đề. Còn một số bạn hiểu sai thì nghĩ cái ganglion có một số người dịch là hạch, thì cái đó không phải. Đó là nang hình thành từ cạnh cái gân cơ đó. Để bạn dùng cái đôi từ đó cũng được. Ok. Dạ, bác sĩ Trọng Đức Quang cũng có câu hỏi thứ hai muốn gửi đến cho bác Trọng. Trong hội chứng kênh Guillaume thì tiết diện thần kinh trụ bao nhiêu là có chèn ép dây thần kinh trụ? Không, thì đó, tôi trả lời rồi đó. Mình sẽ không đo cái diện tích của nó, mà nó sẽ, cái kênh Guillaume là nó chỉ liên, tôi nhắc lại là nó liên quan nhiều đến bệnh nghề nghiệp. Và một trong những cái mà có thể chèn mà hay gặp chung á, tức là ganglion cyst nó chèn, thì cái đó mình chỉ cần thấy được là bệnh nhân có cái hai cái ngón tay cuối nó bị co, và mình làm siêu âm mình thấy ở trong đó có cấu trúc nang, hoặc là có cơ bất thường, có cơ dị thường, là mình chẩn đoán được nguyên nhân. Dạ, em xin cảm ơn câu trả lời của bác sĩ Nguyễn Quang Trọng. Bác sĩ Thiên An Đinh là có câu hỏi gửi đến bác Trọng. Dịch giữa các gân trong khoang cổ tay ở mức nào là bình thường và mức nào là bệnh lý ạ?
Câu này cũng khó đó nha. Bình thường thì bao quanh gân cơ đó là luôn luôn có dịch để nó vận động. Nhưng mà rõ ràng á, là qua những cái ca mà tôi làm cho các anh chị xem á, là dịch nó ít thôi chứ nó không có nhiều. Và hai cái ca tôi demo á, làm demo vừa rồi á, cũng có dịch ít thôi. Còn cái trường hợp mà nó viêm bao hoặc dịch thì các anh chị thấy dịch quá trời, đúng không? Nó bao la luôn và nó kèm theo những cái triệu chứng khác nữa. Ví dụ như là nó phù nề mô xung quanh, đúng không? Rồi mình mới chẩn đoán là viêm gân cơ, vân gân của cái bao cơ. Và câu hỏi tiếp theo, thưa thầy, khi có cơ dị thường ở vùng ống cổ tay thì có chắc chắn dây thần kinh giữa bị chèn ép không ạ? Có cách nào để biết chắc chắn không ạ? Thì nên nhớ nha, tôi nhắc lại là cơ dị thường á là mình nhắc lại là luôn luôn phải thực hiện cái động tác co duỗi các ngón tay. Thì nếu mà nó dị thường liên quan đến ngón trỏ đó thì là mình co duỗi ngón trỏ, thì lúc lúc co hoặc hoặc nên nhớ là có cơ thì lúc co thì nó chèn ép vô cái đường hầm, lúc duỗi thì nó không chèn ép vô đường hầm. Thấy chưa? Như vậy thì cho nên là mình phải thực hiện co duỗi các ngón tay đó, để lúc co mình lấy hình ảnh lúc co và lúc duỗi. Thì nếu mình phát hiện ra có cái là có trường hợp lúc co thì nó bị chèn ép, có trường hợp lúc duỗi thì bị chèn ép, tức là tùy cái cơ dị thường nó nằm ở cái nhóm nào thì lúc đó mình mới chẩn đoán. Và cái đó là chẩn đoán chắc chắn nhất là trên lát cắt ngang, tức là lúc lúc mà nó có cơ dị thường chèn vô thì tức là mình thấy cấu trúc cơ nó hồi âm kém, nó chèn vô cái thần kinh giữa, thấy không? Thì giữa cái lúc co và duỗi khác nhau là mình chẩn đoán được. Và câu hỏi thứ 18, có trường hợp nào trong hội chứng ống cổ tay thần kinh giữa bị chèn ép trong đường hầm nhưng phía trước và phía sau đường hầm dây thần kinh giữa thì không phù nề không ạ? Không. Nếu nó chèn ép thì bắt buộc nó phải có hình quả tạc. Tức là ngay cái dưới đường hầm nó bị chèn ép, nó dẹp xuống, nhưng mà hai cái phía đầu xa và đầu gần của đường hầm là nó phải phồng lên. Nhất là cái phần đầu gần là nó phải phồng lên, đầu gần phồng lên rất rõ. Và câu hỏi tiếp theo đến từ bác sĩ Hoàng Biên. Xin thầy cho em hỏi, có thể so sánh thiết diện dây thần kinh giữa, dây thần kinh trụ trên tay bệnh lý và tay lành để biết diện tích bình thường của bệnh nhân đó được không ạ? Tôi nhắn lại các anh chị, nếu mà bạn muốn làm cũng được, nhưng mà thực ra không cần thiết. Bởi vì một cái dây thần kinh bình thường thì nhắc lại, nó có hình tổ ong và nó không, gần như không thay đổi tiết diện, không thay đổi về cái diện tích của nó trên đường đi. Cho nên rằng là nếu mà bạn thấy ngay cái đường phần gầm đường hầm cổ tay, phần xa đường hầm cổ tay nó hình tổ ong hết, và cái phần xa của cánh tay mà diện tích nó như nhau thì chắc chắn là nó bình thường mà. Và một câu hỏi tiếp theo cũng liên quan đến thần kinh giữa. Bác sĩ Văn Trung có hỏi là thần kinh giữa mất cấu trúc tổ ong dù không to thì có chẩn đoán là bị chèn ép không thầy? Tôi không biết là bạn, bình thường là dây thần kinh là nó phải có cấu trúc tổ ong, còn cái đó là bạn thấy như thế nào thì tôi không có thể hiểu. Còn nếu mà khi mà nên nhớ rằng là mình sẽ so sánh chỗ bình thường và chỗ nó bị tổn thương, cho nên bắt buộc nó phải có khác biệt thì lúc đó mình mới chẩn đoán. Và bác sĩ Anh Thơ có hỏi thầy Trọng, thầy cho em hỏi có phải bệnh nhân nào khi có biến thể giải phẫu tồn tại động mạch giữa và thần kinh giữa chia đôi đều gây ra hội chứng ống cổ tay không ạ? Câu trả lời là không, nhưng mà những người đó dễ bị hội chứng ống cổ tay. Và chương trình lần này thì hầu như là các bác sĩ đang gửi câu hỏi về cho chương trình rất là nhiều và nhờ bác Trọng giải đáp. Và bác sĩ Trần Đức Quang lại có câu hỏi tiếp theo, những gãy xương vùng cổ tay không di lệch có gây hội chứng ống cổ tay và kênh quy ông không ạ? Những cái gãy xương vùng cổ tay thì thông thường nhất á, là chỉ có nếu mà gãy bên cái xương hàm ác á, tức là xương xương móc á, thì cái móc nếu mà nó đâm vô thì có thể ảnh hưởng đến cái thần kinh trụ. Và cái bên phía mà cái xương thần kinh giữa đó thì thông thường nhất là nó trật quanh nguyệt á, thì cái xương nguyệt á nó lồi vô thì nó chèn ép. Thì quý vị, và bác sĩ Nguyễn Văn Tú
cũng gửi đến chương trình một câu hỏi: thần kinh giữa bị chèn ép teo nhỏ dưới dây chằng ngang cổ tay, phân loại mức độ nặng dựa trên đường kính của đoạn chèn ép, tiên lượng khả năng phục hồi dựa trên đoạn thần kinh bị teo nhỏ là bao nhiêu ạ? Không, bạn hiểu sai rồi. Tức là mình dựa vào cái chỗ sưng to nhất, mà chỗ sưng to nhất không phải là dưới đường hầm cổ tay, mà chỗ sưng to nhất là trước đường hầm cổ tay, là cái chỗ nó sưng to nhất đó. Và cái chỗ sưng to nhất đó, mình dựa vào cái chỗ sưng to nhất đó để tiên lượng, thì có ba mốc rồi các anh chị, 12, 14 và 16, thì để mình tiên lượng cái độ nặng của nó. Dạ. Và câu hỏi thứ 24 của bác sĩ Ngọc Niệp: u bao dây thần kinh và u dây thần kinh thường trên siêu âm có hình thoi hay hình bầu dục rất khó phân biệt. Em xin thầy nhắc lại kinh nghiệm phân biệt hai loại u này ạ. Em cảm ơn thầy. Khó đó các bạn. Cái vấn đề là mình dựa vào cái hình bầu dục và hình thoi thôi. Và tóm lại thì cái giải pháp tốt nhất là bạn nghĩ đến u dây thần kinh và bạn đề nghị làm thêm cái cộng hưởng từ để chẩn đoán là tốt nhất, chứ bạn đừng có ôm hết trách nhiệm về mình. Và đã chẩn đoán được u thần kinh là quá tốt rồi, cái đằng nào người ta cũng phải mổ ra để giải quyết. Dạ. Lại một câu hỏi nữa liên quan đến chủ đề về thần kinh giữa. Thầy cho em hỏi tiêu chuẩn diện tích thần kinh giữa bao nhiêu là ổn sau mổ ạ? Và sau mổ bao lâu thì mình kiểm tra lại được? Sau mổ thì cái thần kinh giữa nó phải có cái thời gian để nó hồi phục. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng á là nó sẽ từ từ, nó sẽ trở về cái hình ảnh tổ ong, chứ nó không có phải là hình ảnh hồi âm kém và mất cái cấu trúc tổ ong. Và cái thứ hai á là nó sẽ nổi nổi lên trên, tức là lúc đó nó thoát ra khỏi cái dây chằng ngang cổ tay, nó sẽ cách xa hẳn ra, nó nổi hẳn lên phía trên. Và khi mà mình co duỗi các ngón tay thì mình sẽ thấy rất là rõ. Yeah. Và một bác sĩ nữa còn hỏi về vấn đề là dây chằng ngang cổ tay có làm mất vững các gân duỗi không ạ? Thực ra thì trong cơ thể của mình không có một cái cấu trúc nào là thừa hết. Chính ra là cái dây chằng ngang cổ tay nó làm cho vững những cái gân gấp, và đành phải chấp nhận là mình phải mổ để giải phóng. Nhưng mà nó ảnh hưởng cũng không nhiều các anh chị, bởi vì kinh nghiệm từ bản thân tôi không có bị cái hội chứng ống thần kinh giữa, nhưng mà tôi bị cái ngón tay cò súng, nó cũng gần gần tương tự như vậy. Tôi mổ 4 ngón và bây giờ co duỗi các ngón vẫn rất là ok các anh chị. Dạ. Và một câu hỏi cuối cùng, một câu hỏi cuối cùng đến từ bác sĩ Hoàng Biên. Thầy cho em hỏi tốt nhất bao lâu sau phẫu thuật ống cổ tay có thể cho kiểm tra đánh giá lại được ạ? Câu này thì do bác sĩ lâm sàng thôi, chứ còn tôi không ý kiến. Bởi vì thông thường làm dưới hình ảnh là lâm sàng người ta đưa xuống cái gì làm cái đó thôi, chứ còn cái này mình không có kinh nghiệm các bạn. Dạ. Và một câu hỏi nữa đây, bác sĩ Đặng Hữu Yên cũng muốn hỏi bác Trọng. Trên giải phẫu siêu âm dây thần kinh giữa cắt dọc có mốc nào để xác định đoạn dây thần kinh giữa chui vào đường hầm không ạ? Nếu mà người ta không bị hội chứng ống cổ tay thì bạn rất là khó phân biệt được cái chỗ nào là cái dây chằng ngang cổ tay. Nhưng khi mà bệnh nhân bị hội chứng ống cổ tay thì thông thường do cái chèn ép như vậy thì ngay cả cái bản thân dây chằng nó cũng bị viêm, nó cũng bị dày lên, thì lúc đó bạn sẽ thấy rõ hơn. Và bạn nhận định nó bằng cách là lúc mà nó thay đổi khẩu kính từ nó to và nó nhỏ đột ngột lại, thì lúc đó mình biết là nó đi vào đường hầm. Dạ, vừa rồi thì chúng ta đã được nghe bác sĩ Nguyễn Quang Trọng giải đáp những thắc mắc đến từ các bác sĩ trong chủ đề tổng quan về siêu âm cơ xương khớp cũng như bệnh lý hội chứng ống cổ tay. Thì IMS xin được phép kết thúc buổi học tại đây. Ban tổ chức cũng xin thông báo bài kiểm tra sẽ được gửi vào hộp thư điện tử của các quý bác sĩ ngay khi buổi học kết thúc. Thời gian làm bài kiểm tra là sau khi buổi học kết thúc 1 giờ đồng hồ, và xin quý bác sĩ chúng ta tham gia làm bài test để được cấp CME ngay khi hoàn thành chuyên đề số 3. Thay mặt cho công ty IMS, một lần nữa em xin được cảm ơn bác sĩ Nguyễn Quang Trọng đã dành thời gian tham gia chương trình cũng như là những chia sẻ, những thông tin vô cùng có giá trị về vai trò của siêu âm trong việc chẩn đoán các bệnh lý cơ xương khớp.
Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn các quý bác sĩ đã cùng tham dự chương trình, đặc biệt là những đóng góp, những câu hỏi của các quý bác sĩ để giúp cho buổi học thành công hơn. Chúng tôi rất mong sẽ nhận được sự ủng hộ đến từ các quý bác sĩ trong những buổi học tiếp theo. Cuối cùng, xin được phép kính chào và hẹn gặp lại quý bác sĩ trong buổi học tiếp theo của chuỗi chương trình đào tạo trực tuyến có cấp CME số thứ 3 với chủ đề Chẩn đoán hiệu quả các bệnh lý cơ xương khớp với kỹ thuật siêu âm, sẽ diễn ra vào lúc 14 giờ ngày thứ Bảy, ngày 4 tháng 12 năm 2021. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.